Thùy Tiên khẳng định không kiếm đến 70 tỷ, làm việc đến quên cả sức khỏe, luôn dốc hết lòng để phụng sự cho xã hội. Ba mẹ của Tiên thì cũng khá là lo lắng cho sức khỏe của Tiên, tại làm việc khá là nhiều, lịch trình rất là dày đặc. Snow White không phải là người kiểm soát tài chính chính trong công ty, và đôi khi ông ấy có thể là nhận được một vài hợp đồng thôi, và đôi khi là sẽ có một cái sự tính toán sai, nhưng mà nó thật sự là không tới 70 tỷ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã có những chia sẻ với người hâm mộ về hành trình kỳ diệu của mình trong một năm đương nhiệm. Cô đã làm việc hết mình, không còn gì tiếc nuối về những điều đã thực hiện trên cương vị của Miss Grand International 2021. Đặc biệt, người đẹp cũng đã đính chính lại thông tin kiếm được 70 tỷ đồng mà ông Snow White từng nhắc đến. Cụ thể, MTI 2021 cho biết về con số thu nhập 70 tỷ đồng mà ông Snow White từng chia sẻ, tôi xin khẳng định là không có. Bản thân tôi cũng không muốn nhắc nhiều đến tiền bạc. Điều tôi vui nhất là đã xây nhà được cho mẹ. Bây giờ tôi chỉ còn một nguyện vọng là xây nhà cho bà. Cách trả lời thông minh hài hước của Thùy Tiên nhanh chóng được lòng người hâm mộ. Dưới bình luận của đoạn clip, nhiều khán giả dành lời khen rằng người đẹp xứng đáng với cương vị là nàng hậu trong lòng người hâm mộ khi có cách ứng xử lịch sự và văn minh. Trước đây, nhiều khán giả cũng tò mò về số tiền thu nhập được cho là cực khủng của Thùy Tiên. Chính vì vậy, đây cũng là lần đầu cô có câu trả lời trước công chúng về vấn đề tiền bạc. Trước đó, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ về đoạn livestream của chủ tịch Miss Grand International nói về nàng hậu có mức thu nhập được gần 100 triệu bạc, khoảng gần 70 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng đăng quang. Cụ thể, từ phía ông Snow White thường cho hay, tân hoa hậu từng trúng hợp đồng với một nhãn hàng lớn có giá trị tới 5 triệu bạc, hơn 3 tỷ đồng. Chủ tịch Miss Grand International khẳng định thêm, từ số tiền kiếm được đến độ phủ sống, người hâm mộ có quyền tự hào về Thùy Tiên. Ngay lập tức, đoạn clip của ông Snow White nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ, lượt chia sẻ tăng chóng mặt. Chính vì vậy mới khiến nhiều khán giả tò mò về mức lương cũng như những giá trị hợp đồng quảng cáo của nàng hậu sau khi đăng quang. Tuy nhiên, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, những hình ảnh của nàng hậu khiến người hâm mộ lo lắng bởi sự gầy gò đáng báo động. Thùy Tiên cũng có chia sẻ về tình hình sức khỏe rằng cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Người đẹp cho biết, có thời gian tôi bị hoảng loạn vì mất trí nhớ tạm thời. Có những câu chuyện vừa mới xảy ra 4 ngày trước đó, tôi thậm chí còn không nhớ bất cứ chi tiết nào. Tôi thường xuyên bị đau lưng, cơ thể mệt mỏi, những chuyến bay liên tục đến nhiều nước trong thời gian ngắn đảo lộn giờ giấc sinh học của tôi. Cụ thể, trong một lần livestream, bé hai trợ lý của nàng hậu chia sẻ thông tin Thùy Tiên sẽ phải đi bệnh viện để khám sức khỏe tổng quát sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào đêm chung kết Miss Grand International 2022 tại Indonesia. Trong thời gian sắp tới, người đẹp này cũng sẽ quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Giờ đây, Thùy Tiên hiện là nàng hậu đình đám nhất Vbiz sau khi đăng quang MGI, tên tuổi của người đẹp sinh năm 1998, phủ sóng khắp thế giới. Dù không cụ thể tiết lộ mức thu nhập, nhưng hình ảnh của cô nàng xuất hiện cùng vô số nhãn hàng lớn cũng chứng tỏ tầm ảnh hưởng của bản thân và sự nỗ lực trên con đường trở thành Miss Grand International. Những quả ngọt mà Thùy Tiên đang gặt hái được công chúng công nhận ủng hộ, không chỉ về mức thu nhập khủng, độ phủ sóng của người đẹp trên mạng xã hội cũng đạt con số đáng ngưỡng mộ. Thùy Tiên từng là Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021. Những gì fan sắc đẹp nhìn thấy ở cô là vẻ ngoài xinh đẹp, gợi cảm, phong thái tự tin cuốn hút. Thế nhưng không phải ai cũng biết, điều làm nên con người của người đẹp lại chính là những ngày tháng mất ăn mất ngủ, sức khỏe yếu đi và lịch trình dày đặc đến mức không có thời gian chăm sóc bản thân mình. Được biết, tại quê nhà, Thùy Tiên từng tham gia thi nhan sắc năm 18 tuổi với các cuộc thi nhỏ. Năm 20 tuổi, cô lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam, tranh tài tại Hoa hậu Quốc tế 2018. Cùng năm song không đạt giải, cô nàng đến với cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 như lần thử sức cuối cùng và giành chiến thắng vang dội. Đặc biệt, Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người đẹp Việt đầu tiên giành vương miện Miss Grand. Sau đăng quang, cô từng có cơ hội đồng hành cùng ban tổ chức đến nhiều quốc gia, thực hiện hoạt động cộng đồng. Từ lâu, cách xê của các người đẹp Việt Nam hay nghệ sĩ luôn gây tò mò với khán giả và người hâm mộ. Sức hút của Thùy Tiên với nhãn hàng là điều dễ nhận thấy khi cô liên tục xuất hiện trong nhiều quảng cáo của các thương hiệu lớn. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại hai đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Post online, show your style.